Như vậy là mình đã có được cái 4 cái trái trứng của Trung Quốc đó, 4 cái trái trứng màu nâu á đó. Thì đó vừa rồi mình mở ra là nó bị thiếu nhiệt độ, nó máy nó sẽ kêu. Ok, thì đây là cái trứng chim cút mình nhặt ở ngoài rừng, và con chim mẹ vừa nãy đó thì mình sẽ ấp mà nó sẽ nở. Thì những cái quả trứng này là những quả trứng gà rừng, và đây là con gà tre đó, mình ấp nở được 2 hôm nay rồi. Mình, tối mình cho đây mình u đó. Thì đây là những cái vỏ trứng được nở ra. Ở đây là cái này thì mình cứ tạm hiểu là nó là cái cảm biến về độ ẩm. Cái này là cái cảm biến về nhiệt độ, và các bạn dùng cái này thì các bạn cũng đây là cái quả trứng của bim bim mình cũng nhặt từ ngoài ngoài ổ ngoài rừng đó. Tất cả những quả trứng này mình sẽ cho nó nở ra, và mình sẽ thuần hóa từ thế hệ này rồi đi. Trên đây thì có một cái bát nước đó, thì nó để nó tạo cái độ ẩm. Và cái máy này thì mình cũng mang tính chất là nó là tự chế đó. Thì cái máy này có thể ấp được trứng trứng cút này, trứng gà này, tóm lại là hàng gia cầm, tất cả cái trứng chim đó. Mình ấp trứng chim cu gáy nở rất nhiều đó. Đây là cái máy này là ấp trứng gà, còn mình cái trứng chim cu thì cái nhiệt độ nó hơi khác một tí, thì mình cho vào cái máy bên cạnh đó thì nó sẽ báo mất điện, nó sẽ báo báo thì mình sẽ giới thiệu qua với các bạn là cái máy này thì mình cũng đã sử dụng lâu rồi, thì hy vọng sẽ chia sẻ cho bà con là cái máy ấp trứng đạt 96% thao chim cu gáy. Và nếu anh em nào có nhu cầu thì mình cũng lắp và giao hàng toàn quốc về cái máy ấp trứng này. Cái máy này thì ưu điểm so với những cái máy khác ngày xưa tự chế là người ta dùng bằng bóng đèn để tạo nhiệt, thì cái ưu điểm là nó không tốn điện bằng cái bóng đèn. Mình sẽ ngắt bỏ cái báo động đi. Thế còn cái ưu điểm của cái này nữa thì nó nhỏ gọn, và nó vừa hợp lý với cái đồng tiền. Mình chỉ cần một vài trăm nghìn mình có thể có được cái máy. Mà trong nhà thì thực ra là muốn ăn cái trái trứng lộn, hay là nhặt được những cái con động vật hàng gia cầm có trứng mà nó bỏ ấp, thì mình có thể là cho vào đây mình ấp mà mình bảo quản, mà khi nở thì mình nuôi bộ. Thì cái máy này thì nó có cái bảng điều khiển ở đây, thì trên đây thì mình có những cái nút. Tất nhiên là nếu mà các bạn mua thì mình sẽ điều chỉnh sẵn rồi, các bạn về các bạn chỉ cần cắm điện và chỉ có cứ thế mà dùng thôi. Đó, cái này nó cũng có chạy điện lưới 220, và nó gần như là nó không tốn điện, bởi vì nó chạy bằng cái khuyên nguyên lý của nó. Thì ở chợ ở cái phần mình sẽ giới thiệu lại, ở trong cái phần trong cái bộ quạt gió motor này, nó có một cái thanh nhiệt, và gió nó sẽ hút cái thanh nhiệt đó, nó phả hơi vào trong cái lồng này. Thì đương nhiên là cái cảm biến nhiệt nó sẽ đo cái nhiệt độ và nó sẽ báo ngược trở lại. Thế thì cái làm nhiệt rất là đều và nhanh và rất là hiệu quả. Thì nếu các bạn có thể là đặt hàng, mình cũng sẽ chuyển cho các bạn giao hàng. Và số điện thoại liên hệ là cái số trên đây, 0163 5305 982, hoặc là 0989 177 982. Cái máy ấp trứng này mình bản thân là phát triển trại chim cu gáy và chim nada, thì mình cũng đã nhặt trứng và ấp nở rất là thành công, và đã nuôi bộ ra rất nhiều những cái giống hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng. Hy vọng rằng cái clip này sẽ
chia sẻ với cộng đồng mạng và gửi đến cái thông tin cho các bác có cái đam mê chăn nuôi và ấp trứng. Đây là cái bảng hướng dẫn điều khiển. Tất nhiên các bạn không không cần quan tâm đến cái việc này, bởi vì mình sẽ hỏi các bạn là ấp trứng gì, và mình sẽ cài đặt sẵn rồi, thì các bạn cứ thế mà dùng. Thậm chí là mình sẽ cài đặt theo thông số là chung chung tự động, thì các bạn có thể ấp trứng, các trứng nó có thể chung nhau được, dung size nó có thể cho phép. Thì hy vọng rằng video này sẽ góp phần tốt cho bà con nông dân. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, và hy vọng rằng sau một thời gian nữa mình sẽ thực hiện tiếp cái clip là những cái con vật nó lở ra, ví dụ như con gà tre, con gà rừng, con gà của nước nọ nước kia, con chim trĩ, hoặc là con chim cu gáy, hoặc là con chim bìm bịp, con chim đa đa, hoặc là con những cái con có trứng, thì chúng ta có thể thả vào đây, chúng ta bảo quản trứng mà chúng ta ấp nở thành công. Thì tới đây nó sẽ nở và mình sẽ thực hiện những clip tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn như vậy. Một lần nữa không biết nói gì hơn, cảm ơn các bạn đã quan tâm cái kênh trên YouTube của mình, và hãy nhớ hãy đăng ký cái kênh của mình để được tiếp tục đón nhận những video chia sẻ tiếp theo của mình. Xin chúc sức khỏe các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.